Ngày 3 tháng 4 vừa qua, tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, thành phố Hà Nội đã diễn ra Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam Việt Art 2024. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đầu tư và Dịch vụ Tân Tiến Thành đã mang đến các sản phẩm keo dán thương hiệu 3T chuyên dùng cho ngành xây dựng và thi công biển hiệu quảng cáo ngoài trời với nhiều ưu điểm nổi trội. Ngoài ra, công ty còn mang đến các sản phẩm phụ gia ô tô, hóa chất chăm sóc xe hơi cao cấp, thu hút được sự quan tâm của khách hàng. Việt Art 2024 là nơi trưng bày các sản phẩm công nghệ mới nhất trong ngành quảng cáo. Lần này chúng tôi cũng mang đến Việt Art này những sản phẩm tốt nhất của chúng tôi. Nổi trội hơn cả đấy là sản phẩm keo dán siêu dính 3T bon có khả năng chịu nhiệt lên đến 110 độ C và cái độ bám dính lên đến 26 kg trên 1 cm vuông. Đây là sản phẩm rất phù hợp với công việc thi công biển bảng quảng cáo ngoài trời, đặc biệt là những khu vực có điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt. Đây là sản phẩm mà đang được anh em thợ quảng cáo tin dùng trong thời gian vừa qua. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành, cùng tinh thần luôn luôn đồng hành cùng khách hàng nên các sản phẩm của công ty được nghiên cứu và cải tiến thường xuyên để phù hợp với điều kiện thời tiết tại Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đầu tư và Dịch vụ Tân Tiến Thành cam kết sẽ ngày càng mang lại những sản phẩm chất lượng và những giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng.